Rồi, chào mừng anh em đã quay lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái vấn đề mà anh em có nên giới hạn cái hòa lưới của con xanh này không. Thì mình nói chung chung dòng xanh hoặc là các cái dòng hòa lưới mà anh em chỉnh được cái công suất giới hạn của cái con hòa lưới nha. Như con này thì anh em mình đang giới hạn nó lại là hòa lưới tối đa có 500 thôi nè. Đó, 500W nha. Mục đích làm gì? Mục đích là nếu những cái lúc mà anh em BV anh em yếu xuống á, ví dụ như là chiều hoặc là sáng sớm hoặc là ban đêm á, thì anh em chạy hòa lưới khoảng 500W thôi, thì khi đó hệ lưu trữ anh em nó sẽ xả một cái công suất nhỏ, thì cái dòng nó nhỏ thì nó sẽ bền hơn là so với những cái hệ lưu trữ mà anh em xả công suất lớn anh em ha. Đó, thì hệ lưu trữ của mình hiện tại bây giờ là 8 bình Yamato. 8 bình này thì nó xả cái công suất chứa nó khoảng 2400 anh em ha. 2400W là 2,4 kg điện đó. Một bình trung bình mình tính là 25 ampere giờ anh em ha. Nhà sản xuất nó ghi là 30 nhưng mà trên thực tế một số anh em đã test thử tầm khoảng 25 thôi. Thì mình ghi nhận là con số 25 và 8 bình thì là 2,4 kg anh em ha. 2,4 kg thì anh em xả công suất khoảng 500W rồi, mình thấy nó đã nhiều rồi anh em. Xả hơn 4 tiếng liên tục đã hết rồi ha. Thì tùy cái lúc anh em xài nữa. Dường như mình thì hiện tại bây giờ xài nhiều nè. Bây giờ mình đang nấu ăn nha anh em, nấu ăn rồi nấu cơm vân vân, thì công suất tổng của nhà mình là khoảng đây nghĩa là 2 kg nè, cho nên 500 là 2,5 kg nha. Thì mình cho hòa lưới có 500 thôi. Đó, cho nó bền ha. Hiện tại thì cái BV mình đang xuống là 700 mấy nè. 750 tầm đó anh em ơi, hai tấm 450 mình nè, 750. Còn bên tấm poly của mình đang xuống là 73 mình nhân cho 25 là khoảng 100 mấy watt đó ha. Đó, thì hai cái khoảng 900W nhưng mà mình để nó sạc xuống nó quy khoảng 400, còn hòa khoảng 500 thôi. Đó, thì cái này tùy thôi, nếu anh em nào mà chủ động ở nhà luôn thì anh em có thể chỉnh cái này cho nó giới hạn hoặc là không giới hạn. Ví dụ như tối anh em bật giới hạn lên, còn ban ngày thì em tắt giới hạn đi. Khi có BV thì anh em không cần phải bật giới hạn cũng được ha. Khi đó thì nó chạy trực tiếp từ đây xuống đây luôn, nó đủ luôn cái công suất đáp ứng. Ví dụ như là 800W bên BV qua bên sinh anh em đủ xài cơ bản luôn nha. Đó, khi mình bật máy lạnh, có hôm đó mình có quay video đó, thì bật máy lạnh lên là bên đây nó hòa 800W này, đủ cung cấp cho máy lạnh luôn, không cần phải dùng điện lưới luôn anh em ha. Đó, cái đó tùy anh em chủ động hay không thôi. Còn nếu anh em nào mà hay đi ra ngoài nhiều quá thì mình giới hạn khoảng 500 thôi. Tùy cái lưu trữ của anh em tối đa bao nhiêu nha. Ví dụ như đây mình chỉnh 500 thì là cái dòng xuống của dòng xả của ắc quy này là trung bình một bình nó là khoảng 5A thôi. Đó, thì dung lượng nó 25 thì anh em xả 5A thì nó bền ha, 1/5 nha anh em. Đó, chứ nếu mà 1/10 thì nhỏ quá, 1/10 thì nó quá nhỏ thì nó không có phù hợp lắm ha. Cái đó là công số sản xuất và lại có những cái bình đời cũ thôi. 1/5 là mình thấy là ok nha. Đó, khi anh em mà không bật giới hạn lên thì nó xả tải lớn, thì dòng lớn, khi dòng lớn thì cái dung lượng bình nó xả nó xuống rất là nhanh anh em ha. Cái tổng dung lượng xả có thể là nó giảm hơn so với lại là khi bật tải nhỏ nha. Đó, một số anh em đã đo đạt cái đó thì anh em rút kinh nghiệm ra như vậy. Đó, thì một số điều mình chia sẻ như vậy thôi. Anh em quan tâm cái vấn đề mà bật giới hạn hòa lưới hoặc là không bật thì đó thì phân tích và tìm ra cho mình cái tối ưu nhất để sử dụng nha. Rồi, cảm ơn anh em quan tâm theo dõi.